Dạ, xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, một nhóm bạn đạo ở thành phố Odense thuộc đất nước Đan Mạch gồm có cô Hiếu, cô Kim Liên, cô Cẩm Tú, cô Mai Trâm, cô Mẫu Đơn và bạn. Hôm nay thì các cô sẽ tài trợ 200 phần cơm đến với lại những bà con bị bệnh ung thư ở bệnh viện Ung Bướu. Và chắc chắn những phần cơm này sẽ rất ngon và chắc chứa những cái tình yêu thương từ các cô, với một sự hy vọng rằng những bà con của mình ai nấy cũng đều được bình an và hạnh phúc, ơn trên gia hộ đã mau tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi tai ương, và mong các quý bệnh nhân cũng được xuất viện về nhà. Và bây giờ thì em đang đến bệnh viện Ung Bướu, xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với các cô ở thành phố Odense Đan Mạch. Dạ, kính thưa quý vị, phiếu thì em đã vừa mới phát ở bên trong bệnh viện, đến đứng từng phòng bệnh luôn. Và bây giờ thì xe cơm đang di chuyển tới đây. Ở đây thì tụi em bắt đầu sẽ phát phiếu đến với bà con, để tránh cái sự những người không có phiếu họ cũng chen lấn và gây không có được ổn định lắm, thưa quý vị. Rồi, mời mấy chị em xuống nghe. Rồi, cảm ơn mấy chị em rất là nhiều. Cảm ơn Phượng nha. Cảm ơn sự trở lại của chị Bích. Xin chào Nha Trang Lang Thang. Mình giờ xuống dưới đây chút xíu nè mấy chị, chỗ đó nó vẫn còn nắng lắm đó. Rồi, chỗ đó là đẹp rồi. Chào anh Tuấn. Để hai bên hai hai nữa. Cái này là nước mắm. Cái này là chuối thưa quý vị. Cơm. Cái thùng kia đó là chè đậu đen. Chè đậu đen thì em xin được phép nhắc lại là tụi em nấu cũng lạt thôi, không có ngọt, tại vì bà con bây giờ sợ tiểu đường rất là nhiều. Dạ, bà con mình từ từ chờ con một chút ha, cánh cổng này sẽ mở ra, bà con mình sẽ di chuyển qua đây xếp hàng giùm con nha. Dạ, con cảm ơn bà con. Dạ đúng rồi, dạ từ từ chờ con một chút, cánh cổng này tí nữa mấy anh bảo vệ sẽ mở ra cho mình nha. Dạ dạ, mình đi đâu ạ? Mình không cần di chuyển, mình đứng đây thôi, chút cái cổng này sẽ mở ra nè. Dạ dạ dạ, không, chút nữa cánh cổng mở ra mình đi cho tiện, đi bên kia xa lắm. Một số bà con xuống tận dụng những cái bóng mát của những cái tán cây. Đây mấy anh em bảo vệ đã tới rồi. Wow, nhìn cái thùng chè nhìn hấp dẫn quá ha. Đây là cơm thưa quý vị. Hôm nay là 200 phần cơm đến từ sự phát tâm của nhóm bạn đạo ở thành phố Odense Đan Mạch, gồm có cô Hiếu, cô Kim Liên, cô Cẩm Tú, cô Mai Trâm và cô Mẫu Đơn và bạn của mấy cô. Dạ bà con ơi, bà con đứng sau lưng của con nè. Dạ đứng sau lưng của con nha. Dạ đứng sau lưng của con nè, đúng rồi. Rồi xếp hàng giùm con. Dạ cảm ơn bà con. Dạ bà con ơi, chịu khó đứng ngoài nắng giùm con chút xíu nha bà con. Dạ bà con mình đợi giùm con chút xíu nha, để mấy chị em ở đây đang ra những phần cơm, sau đó là sẽ phát đến bà con. Dạ bà con, giới thiệu với bà con á, hôm nay là cơm của các cô. Các cô này thì ở bên thành phố Odense của đất nước Đan Mạch. Và đây là một cái nhóm đạo của mấy cô, gồm có cô Hiếu, cô Kim Liên, cô Cẩm Tú, cô Mai Trâm, cô Mẫu Đơn và những người bạn sẽ dành tặng đến bà con mình. Dạ bà con mình ai có phiếu á, di chuyển ra sau xếp hàng luôn giùm con đi ạ. À. Dạ ngoại ơi, ra sau xếp hàng giùm con nha ngoại. Dạ ngoại thông cảm giùm con. Bà con nào có phiếu ra nói hàng giùm con nha.
con xin thay mặt mấy cô bên đó thì chúc bà con mình được nhiều sức khỏe, sớm xuất viện về nhà, cầu mong ai nấy cũng đều bình an. Dạ, bây giờ thì con sẽ phổ biến như thế này, bà con mình cầm những cái tấm lá phiếu trên tay á, cứ xòe ra giùm con và đếm giùm con nha. Con hôm nay con sẽ không thu lại những cái lá phiếu này, và là những cái lá phiếu này sẽ có giá trị cho chiều ngày mai nữa. Chiều ngày mai mình cứ cầm những cái lá phiếu này ra đây 3:30 con sẽ tiếp tục phát cơm đến bà con. Dạ đúng rồi, hôm nay con sẽ không thu phiếu lại, bà con mình cứ đưa phiếu ra và đếm bao nhiêu phần, bà con mình sẽ bỏ phiếu lại vô túi, mai cứ cầm ra đây con sẽ phát cơm tiếp nha. Dạ đúng 3:30. Rất cảm ơn các cô Mạnh Thường Quân, rồi với lại cảm ơn tất cả những người ở đây rất là nhiệt tình. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Làm việc này cũng là làm việc chung, nói chung là bây giờ tất cả bà con này rất cảm ơn. Dạ con cảm ơn mấy cô mấy chú mấy bác. Dạ con chúc bà con mình nhiều sức khỏe bình an. Dạ rồi bây giờ con tiến hành con phát cơm luôn ha. Anh Tuấn ơi phát cơm giùm em luôn được không? Dạ của chú mấy phiếu ạ? 7 phiếu rồi, chú cắt lại 7 phiếu ha. Anh Tuấn phát giùm em 7 phần cơm. Dạ chịu khó nắng chút xíu nha bà con. Dạ thay mặt nhóm đạo của mấy cô chúc bình an. Của cô mấy phiếu cô? Rồi cô cắt lại 3 phiếu đi. Dạ ngày mai ra tiếp nha cô nha. Dạ đúng rồi, 15:30 ngày mai giờ này chúng ta sẽ đến đây nhận cơm từ thiện. Dạ con xin chúc ngon miệng nha. Dạ nãy nói em lên chơi nhận dùng đâu mà không có nhận dùng không mà chứ. Nãy nói cần chút nữa mà nói làm từ thiện nhé, người ta đi cũng được mình nhận dùng từ thiện nhé. Dạ đây cũng là một cái vấn đề thiện nguyện mà. Dạ hôm nay là có cơm chè và chuối để bà con mình tráng miệng nữa nha. Chè thì bà con mình cứ yên tâm đi, con nấu lạc lắm, không có sợ bị tiểu đường đâu. À, chú giữ lại 2 phiếu đây, chú giữ lại 2 phiếu. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, chúc ngon miệng. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, rồi, rồi. Con chúc chú ngon miệng nghe chú. Dạ, chúc bà con sức khỏe. Dạ chú giữ lại phiếu, chú giữ lại phiếu. Dạ. Chiều mai nhớ ra tiếp nha chú. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ có phiếu chờ em chút đi. Dạ. Rồi mấy cô mấy chị nói hàng giùm em ra phía sau luôn nha. Mấy chị ơi để dành cho em 6 phần cho mấy anh em bảo vệ nha. Rồi bây giờ con xin phép thưa với bà con, hôm nay là nhóm đạo của mấy cô bên thành phố Odense Đan Mạch gửi những cái tấm lá phiếu này đến với bà con là 200 phần cơm mời bà con ăn. Và bà con mình giữ lại cái lá phiếu nha. Lá phiếu này sẽ có giá trị cho ngày mai nữa. Ngày mai con sẽ có mặt ở đây 3:30 để phát cơm tiếp tục cho bà con. Dạ. Bà con mình cứ xòe những cái lá phiếu ra và bao nhiêu phần thì cứ nói với mấy anh trên đây. Mấy ảnh sẽ phát cơm cho bà con và bà con mình giữ lại lá phiếu. Ngày mai tiếp tục 3:30 có mặt ở nơi đây. Dạ cảm ơn bà con. Dạ. Đây kính thưa quý vị, những em này cũng nuôi người nhà nè, nhưng mà cũng cố gắng ra đây phụ luôn. Cảm ơn chú nhiều nghe chú. Đây là hội chị em chợ bầu, quý vị đang nhìn thấy cũng phải nói rất là đông luôn. Để mà ra những cái phần cơm đây á, tụi em phải làm chỉnh chu đáo và ân cần đến với những bà con ở đây. Nếu mà mình bỏ cơm sẵn vô trong hộp á và đem đi thì nó sẽ bị bẹp, bị dẹp, cho nên là cũng không có được ngon lắm. Ra tới đây chị em mới tiếp tục là bỏ những cái phần này vô công đoạn cuối cùng phát tặng đến với bà con. Dạ mình không giữ lại phiếu đâu mấy cô. Dạ hẹn mấy cô chiều ngày mai nha, cầm phiếu ra tiếp tục nha. Chị ơi chị nhớ chưa chị? Dạ mai cầm cái phiếu này ra tiếp tục nha. Dạ phiếu giữ lại nha cô. Cô ra xếp hàng giùm con với cô. Dạ cảm ơn cô. Rồi hẹn chị 3:30 ngày mai tiếp nha. Rồi rồi chờ con một lúc ha. Rồi 6 phần cơm, cô đợi con một lúc nha cô. Dạ rồi mời chú. Rồi 3:30 mai ra tiếp nha chú. Dạ.
phiếu à? Rồi mai ra tiếp nha cô nha. Thay mặt mấy cô chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Dạ, nhờ ơn trên gia hộ cho bà con mình được bình an. Dạ cô chú hai phiếu ha, chú cắt phiếu đi chú. 3:30 ngày mai tiếp tục nha chú. Dạ. Anh ơi mình nói hàng giùm em đi anh chạy ra sau nói hàng giùm em với. Ở đây con phát phiếu từ tầng 4, tầng 3, tầng 2. Riêng tầng 1 là hết phiếu cho nên bà con mình tầng 1 cứ xếp hàng luôn đây. À rồi, nhớ rồi, tầng 1 đúng không? Rồi mấy phần? Rồi, em chào em gái đứng đây đi. Anh Tuấn ơi quay lại phát cho em gái này một phần giùm em. Chúc nhiều sức khỏe nha, cố gắng nha, trong phòng mấy người? Phòng 3 người phát cho em gái đây 3 phần luôn. À. Cảm ơn em gái nhiều nghe, bữa cũng ráng cố gắng phụ luôn đó. Cố gắng. Dạ bà con mình giữ lại lá phiếu nha, chiều ngày mai có mặt ở đây con phát tiếp. Dạ. Phiếu này ngày mai con mới thu lận. Đây nói thông cảm 4 phần là người bệnh, còn được cho 9 phần là người ăn nuôi. Rồi được không? Dạ bệnh nhân đông lắm. À, dạ phần đây dạ. Ta được nhận ăn. Dạ thông cảm giùm con đây, hiện tại chưa được nha. Dạ. 4 phần rồi. 4 phần rồi. Phiếu cho người nuôi ở xe quá. Thành dạ dạ. Dạ từ để ưu tiên cho anh đây đi, anh đây đang vô thuốc phiếu rồi, anh giữ phiếu lại đây, ngày mai anh cầm phiếu ra tiếp tục nhân 3:30 ngày mai. Dạ dạ rồi chúc ngon miệng luôn. Rồi cảm ơn nha. Dạ cô giữ lại phiếu đi cô. Dạ chúc con ngon miệng. Không thứ hai người mà cho con phiếu. Dạ ngon con biết rồi cô. Dạ dạ sáng giờ đâu có ai cho cơm đâu, sáng giờ không có ai gửi gì hả cô. Cảm ơn. 10 giờ đến 11 giờ. Dạ chúc ngon miệng. Mấy phiếu rồi. Rồi ngày mai tiếp tục nha. Rồi ông quay 3 phiếu. Rồi mai tiếp tục nha ông quay. Ở tầng 1 không có phiếu còn. À chú tầng 1 dạ. Rồi hai người anh gửi cho họ. Dạ ngày mai vẫn được. Dạ. Dạ. Rồi chúc ngon miệng. Dạ. Cô 2 phiếu ha. Hẹn con ngày mai tiếp nghe. Rồi cô 3 phiếu. Hẹn con ngày mai tiếp tục nha cô. Rồi bà con mình có phiếu thì giữ phiếu lại trên tay nha, ngày mai sẽ tiếp tục. Dạ. Dạ tầng 1 xếp hàng giùm con luôn. Dạ. Rồi chúc anh ngon miệng. Dạ chúc bà con nhiều sức khỏe. Rồi cô đây phòng 4 người tầng 1. Nhìn mặt nó quen quá rồi. Dạ đúng rồi. Ít bữa nữa cô về rồi, 21 ngày vô lại. Ồ dạ. Chúc sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ cơm dành cho bệnh nhân cô à. Dạ cô thông cảm giùm con với cô. Dạ từ từ bà con mình. Dạ cô giữ phiếu lại đi. Dạ chú đây tầng 1 phát cho chú một phần. Dạ giữ phiếu lại chị, chiều mai tiếp tục nha. Chiều mai tiếp tục. Rồi chị lên chị gửi lại cho anh thì chị gửi nha. Dạ nếu là một không có phiếu. Anh lầu 1 không cần phiếu, anh gửi anh một phần. Dạ chị đợi em một lúc. Hai dạ rồi chúc ngon miệng. Áo quay tầng 1 đúng không? Tầng 1 có lãnh giùm cho trong phòng bệnh luôn không? Rồi lấy một hộp thôi. Rồi chúc ông quay nhiều sức khỏe.
Rồi gửi chú một phần nè. Dạ chúc chú ngon miệng nha. Dạ. Rồi ông ngoại ơi, cái phiếu này ông ngoại giữ lại, ngày mai ông ngoại tiếp tục ra đây nha. Dạ. Ngày mai ra lấy tiếp. Chúc ông ngoại ngon miệng. Dạ. Vẫn còn nhiều người cầm phiếu trên tay lắm thưa quý vị. Rồi chị vô chị đứng đây giùm em tí xíu ha. Dạ con mời chú. Con mời chú. Dạ. Mai lãnh tiếp nữa. Dạ mai lãnh tiếp nha. Giữ lại. Dạ giữ lại mai lãnh tiếp. Mai giờ này luôn nha chú. Anh ở tầng mấy? Anh ở tầng mấy? Ở tầng B. Tầng ba em có gửi cơm hết rồi, em gửi phiếu hết rồi, đầy đủ hết rồi. Dạ. Nãy tôi xuống đây ngầu cũng đâu cá đâu. Dạ dạ. Ngầu cho cái kêu kêu á. Dạ dạ. Đi ngầu đá bật quay đi xuống uống nước rồi. Dạ rồi, chúc ngon miệng chú. Dạ. Dạ rồi con mời chú. Chú cứ giữ lại phiếu đi của chú đi, chiều mai tiếp tục giờ này ra nhận cơm tiếp. Dạ chúc chú ngon miệng. Dạ dạ. Dạ rồi em mời anh cứ giữ lại phiếu đi, ngày mai anh ra đây tiếp tục nha. Dạ rồi cảm ơn anh, chúc anh ngon miệng. Rồi của anh 6 phần mời mấy anh em nha. Sao chị? Rồi để em đổi cho. Dạ. Chị đi chị cầm bị rớt hả? Rồi rồi bể chè ra rồi không sao. Dạ. Mấy chị, anh Tuấn ơi gửi gửi chị lại phần cơm đi anh Tuấn. Dạ. Giờ em bệnh viện tỉnh mới chuyển qua rồi ngày mai ra bộ ra chú ở tầng máy, chú ở tầng máy bệnh viện tỉnh mới chuyển qua nãy em. Dạ được được rồi, được ngày mai cái xin được được được. Dạ bây giờ mời chú ăn cơm luôn nha. Dạ, rồi gửi cho chú đây một phần, gửi chú đây một phần, ngày mai gặp chú giờ này trang tiếp tục nha. Bà vợ bây giờ còn đang nằm trong đó nó kém, là bệnh viện tỉnh nó đưa qua. Dạ dạ cố gắng lo cho cô. Dạ cảm ơn chú. Con chào chú. À, hôm nay thì chú cứ giữ lại phiếu đi, ngày mai tiếp tục giờ này mời chú ra nhận cơm tiếp nha. Dạ. Dạ ngày mai, chiều nay, chiều mai đó. Dạ chào chú, chúc ngon miệng. Cô ở tầng 1 hả cô? Là cô nhận cho một người bệnh giùm con nha. Rồi con gửi cô một phần. Dạ đây con gửi cô một phần. Dạ. Dạ ngày mai cứ tiếp tục ra đây nói tầng 1 là được. Dạ. Ở đâu ạ? À? Tầng 3 hả cô? Tầng 3 con gửi phiếu đầy đủ hết rồi. Không, không có sót được ai đâu. Dạ, dạ. Không, chị cứ giữ lại phiếu đi, ngày mai giờ này tiếp tục nha. Dạ. Rồi chúc ngon miệng. Dạ. Dạ rồi con mời chú ăn cơm nha. Dạ. Cảm ơn chú. Có một cô đang chạy ra. Từ từ thôi cô, chậm chậm thôi, không cần chạy. Dạ mời cô. Dạ cho cô mời cô ra đây. Cô ở tầng mấy? Ở tầng 4, nặng á. Tầng 4 mà sao cô nãy con gặp cô mà con không thấy? Đâu, ngủ trong phòng đó, hai chị em ngủ phòng đó. Rồi con mời cô, tại vì nãy con vô mỗi phòng là bao nhiêu giường bệnh là con phát bấy nhiêu phiếu. Dạ, nếu mà cô là người nhà đúng không? Không, chồng. Dạ, con chỉ phát cho người bệnh thôi, không có người nhà thôi. Bây giờ con mời cô ăn cơm nha. Dạ. Cho bà chị hầu đũa được không? Dạ không được, dạ đủ rồi. Dạ bệnh nhân đông lắm, cô thông cảm giùm con. Con chỉ phát cho những người bệnh nhân thôi. Dạ. Thì đúng á, như là trong phòng đó. Con bảo đảm với cô là trên phòng tất cả các tầng luôn, không con không có bỏ sót ai hết. Một phòng là 6 giường bệnh con phát 6 phiếu thưa cô. Dạ, nếu như cô nói vậy là cô nhận cho người nhà. Phòng nào? Phòng cuối cùng phòng 202. Con có vô rồi, phòng đối diện với phòng ICU đúng không? Phòng đối diện với cái phòng mà phòng nặng đó, đúng rồi. Hồi nãy con có vô rồi. Dạ. Dạ rồi con mời cô, dạ. Chúc con ngon miệng nghe cô. Cảm ơn nha. Dạ. Chị ở đâu? Chị ở đâu? Chị ở tầng mấy? Ở ngoài hả? Ở ngoài thôi, thông cảm giùm em đi. Còn bà con mình đang đi ra. Dạ dạ thông cảm giùm em. Dạ em mời chị ra đây. Dạ. Bên đây này, cổng bên đây nè. Ủa đóng cổng rồi hả? Dạ xin lỗi chị. Chị Phượng ơi giúp giùm em mấy phần. Chị mấy phiếu? Rồi chị giữ lại phiếu này luôn. Chiều ngày mai 3:30 ra đây tiếp tục nha. Mai cô cứ ra đây. Dạ mai cô cứ ra đây là được. Rồi chào chị nha, chúc ngon miệng. Còn ai nữa không chị Phượng?
Chị ơi, còn mấy phần cơm đây, mời mấy bà con bên ngoài luôn đi. Dạ rồi, mời mấy anh nha, mời chị. Rồi, mời chị một phần nữa nha, dạ. Bây giờ chị vô bệnh viện hả? Rồi, mời chị một phần luôn. Mấy bữa hay lên cho đó. Dạ, dạ. Còn mấy phần nữa chị Phượng? Dạ. Bây giờ đi công chuyện ha, đi lo giấy tờ xong rồi quay lại bệnh viện đúng không? Đúng rồi. Dạ, ở tầng mấy vậy chị? Ở tầng 1. Tầng 1 rồi, chúc ngon miệng nha. Dạ, dạ. Con thằng nữa đây hai người. Tạo cái xin chị nha. Dạ rồi. Dạ rồi, chúc ngon miệng. Dạ. Cảm ơn các chú nha. Cái đó là xuống cái một cái. Cảm ơn mấy chị em chợ bầu nha. Bây giờ thì mấy chị em chợ bầu mình về trước đi. Còn ba phần cơm hả chị Phượng? Em với chị đi vô cái chỗ chú bác sĩ với lại chú đồng bào, những người mà bị bệnh phong á, thì họ sinh sống có một mình thôi. Bây giờ mình vô mình gửi những phần cơm này cho họ, là coi như là mình hoàn thành buổi ngày hôm nay. Thôi mấy chị em mình lên xe về trước nha, cảm ơn rất nhiều. Đây, kính thưa quý vị, em đang đến chỗ nhà chú bác sĩ. Thì hồi nãy ra ngoài không có thấy chú, mà hôm nay chú nói là chú bệnh, rồi hôm nay không thấy, vô trong đây cũng không thấy luôn. Trong đây có chú đồng bào ở đây không? Chú đồng bào cũng đi luôn rồi hả? Thôi mình treo cơm lên cửa đi. Không, nhiều khi chú đi vắng, mình gửi cơm ở đây thì cũng không có gặp chú đâu, chú cũng không có về được đâu. Biết đâu chú ở đây về quê nè. Chú bên kia thì đi bệnh viện tỉnh nè. Chú bên đó gửi phần cơm phía trước đây chị Phượng. Gửi về ai? Gửi phía trước luôn. Của một phần gửi chú đó. Móc lên cái cửa đi. Đúng rồi, móc lên cửa luôn. Thì nắng, móc lên cửa thì nắng. Để đây đi. Đây thấy không phê? Không, để nó cũng nắng đây này. Để đằng đây đi, chú về chú thấy liền. Rồi, đúng rồi, Phượng hay lắm. Rồi. Còn hai phần còn lại thì mình gửi qua cái cô gọi là A Mí đó. A Mí người đồng bào AD đó. Đúng rồi. Rồi, chào A Mí, của con là còn hai phần cơm nha, con mời A Mí ăn. Bên kia là A Giòn của A Mí ha. Dạ. Rồi, chúc ngon miệng. Chúc thăm con mạnh giỏi được bình an, vui Chúa ban con để cho con đầy thiện mấy người khô nghèo. Chúa bằng suốt đời để con có việc có đồ con làm. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Dạ, rồi con chúc sức khỏe nha. Rồi, chào A Mí. Chào A Ma. Dạ. Đây, kính thưa quý vị, đây là cái chỗ khu vực mà nhiều người bị bệnh phong đang ở nơi này. Và những cái chỗ mà họ ở là được các sơ và các cha tạo dựng ra những cái ngôi nhà cho họ ở cũng nhiều chục năm qua rồi. Như vừa rồi, đây là em gọi là A Mí, đây là cô người đồng bào AD. Cô bị bệnh phong và ở đây cũng từ năm 75 tới giờ. Có những người thì bị bệnh phong, bị tháo khớp và hai chân cũng không còn. Và tay chân thì cũng không còn đủ ngón luôn thưa quý vị, rất là khổ. Và đây là núi Sạn, hôm nay xin được phép nói lời cảm ơn các cô của nhóm đạo trong thành phố Odense của Đan Mạch. Và thật sự là những cái món quà của các cô đã gửi đến bà con bệnh nhân ở đây phải nói mang rất là nhiều ý nghĩa. Xin được cảm ơn cô Hiếu, cảm ơn cô Kim Liên, cảm ơn cô Cẩm Tú, cảm ơn cô Mai Trâm, cảm ơn cô Mẫu Đơn và những người bạn của các cô. Xin được kính chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đến đây thì em xin phép được kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng. Và phía xa bên kia là núi Sạn. Đây là cái chỗ mà nơi ẩn tu của sư thầy Thích Minh Tuệ. Hẹn gặp lại quý vị.